Xin chào, mình là Yến Chi. Rất vui được gặp lại mọi người tại kênh Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Những bàn thắng suýt chút nữa đã đi vào lịch sử bóng đá. Nếu có điều gì nuối tiếc nhất trong bóng đá, đó chính là những siêu phẩm chỉ thiếu một chút chỉnh chu nữa hay do cục dọc từ chối bàn thắng là có thể đi vào lịch sử của làng tốc cầu. Tuy nhiên, đời không như mơ do thiếu đi may mắn hay bằng cách nào đó, những bàn thắng này không ghi được. Và rất nhanh chóng nó sẽ bị lãng quên sau đó. Hãy cùng Mr. Zero điểm qua những bàn thắng suýt chút nữa đã đi vào lịch sử bóng đá nhé. Đừng quên bấm nút like, share và subscribe cho kênh của mình nào. Xin chào. Ronaldo. Go for goal from there. Oh, what a... Обыграл и удар с дальней дистанции. Роналдо! What the hell? Bóng đá luôn là môn thể thao tràn ngập cảm xúc. Đó có thể là những giây phút gây cấn đầy hồi hộp khi tranh bóng, những khoảnh khắc vỡ òa về bàn thắng hay những cảm xúc đầy tiếc nuối. Và một trong những nguyên nhân có thể khiến cho một nửa sân bóng, từ cầu thủ đến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối, đó chính là những pha dứt điểm suýt chút nữa đã có thể thành siêu phẩm. Mời các bạn hãy cùng Mr. Zero điểm lại một số những siêu phẩm hụt đáng tiếc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Lucas Moura hiếm khi cho người ta thấy một pha bóng xuất thần đến như vậy. Đáng tiếc là anh không ghi được bàn thắng để đời. Ngôi sao người Brazil đã có một pha đi bóng dũng mãnh và cũng đầy kỹ thuật từ phần sân nhà, vượt qua 4 cầu thủ của Marseille trước khi lướt bóng tinh tế qua người thủ thành đối phương. Đáng tiếc, một trong những bàn thắng đẹp nhất mọi thời đại của anh đã bị tiền vệ Ross Fanny cản phá ngay trước vạch vôi. Khi nói đến những cú dứt điểm bằng volley cực gắt, không thể không kể đến cái tên Luis Suarez. Nhưng ở đây, chúng ta chỉ nói đến những pha dứt điểm chưa thành bàn, mà một trong số đó là pha volley trúng cột dọc của anh trong trận đấu của 5 năm trước. Khi mà Liverpool nghiền nát đội bóng pháo thủ với kết quả 5-1 ở vòng 25 Premier League. Được mệnh danh là cỗ máy ghi bàn, nhưng đôi khi Ronaldo cũng có những phút bỏ lỡ bàn thắng vô cùng tiếc nuối. Cái cú nhất phải kể đến pha làm bàn ở trận giao hữu hồi năm 2010 giữa hai đội tuyển nhà bên Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Trong trận đấu này, siêu sao người Bồ dẫn bóng đến sát cầu môn đối phương và thực hiện một pha lốp bóng kỹ thuật qua đầu thủ thành Casillas. Tưởng như đã là một tuyệt phẩm để đời, thế nhưng đồng đội Nani lại lao vào phá rối khi bồi thêm cú đánh đầu trong tư thế việt vị. Họ phải nói Ronaldo đã bực sôi máu như thế nào. Anh thậm chí còn tháo cả băng thủ quân ném xuống đất để thể hiện sự tức giận. Ronaldo cũng từng rất nhiều lần dứt điểm đưa bóng trúng khung thành đối phương, như hiện tại là tình huống đối mặt với Bồ Đào Nha và bờ biển Nga tại World Cup năm 2010. Sau khi nhận bóng ở giữa phần sân đối phương, Ronaldo xoay trở rồi bất thần tung ra cú sút tầm xa. Bóng bay thoát tầm của thủ thành đối phương, nhưng bóng không vào lưới mà lại dội trúng cột dọc. Ronaldo tiếc nuối ra mặt với pha ăn hụt này. Tại cặp đấu ở vòng 21 giải Ngoại hạng Anh năm 2015 giữa Sunderland và Liverpool, Laja Markovic cũng để lại một pha bắt vô lê dứt điểm về phía khung thành Sunderland, ấn tượng không kém. Đáng tiếc là sàn ngang lại từ chối siêu phẩm của cầu thủ số 50 này. Một siêu phẩm khác cũng không kém tính hấp dẫn, đó là cú đánh gót điệu nghệ của Benzema trong cặp trận giữa Real Madrid và Levante. Nhận được đường truyền từ cánh phải của đồng đội, cầu thủ người Pháp băng nhanh vào đánh gót bằng chân phải, nhưng bóng lại trúng sàn ngang và phản ra.
Quaresma rất ưa thích những quả Rabona. Đó chính là lý do mà anh thường xuyên thực hiện kỹ thuật này trong sự nghiệp của mình. Anh thường thực hiện những cú tạt bóng từ cánh cũng như ghi bàn bằng những kỹ năng này. Năm 2016, cặp trận giữa Besiktas Osman Lisbon. Nếu không phải quả bóng vội vàng mà bay nhanh hơn một chút thì Quaresma đã có một siêu phẩm Rabona để đời rồi. Ibrahimovic được biết đến như một cầu thủ với những pha volley thiên tài khiến cả thế giới phải ngã mũ thán phục. Nhưng bên cạnh những pha volley thành bàn lại là những lần bỏ lỡ hết sức đáng tiếc. Điển hình trong trận này, cầu môn của AS Saint-Étienne đã từ chối pha bóng của Ibra. Đã từng, Thiago Silva không chỉ đơn thuần là một cầu thủ phá bóng giỏi mà còn biết cách ghi bàn. Đây có thể được xem là một bàn thắng đẹp của Silva nếu không bị từ chối. Còn đây là một pha đi bóng kỹ thuật bên cánh trái của Coutinho. Tuy nhiên, cú cứa lòng vào góc khung thành Arsenal của anh lại tìm trúng cột dọc. Lại nói về CR7, bên cạnh những hào quang và chỉ số sáng chói, anh cũng không ít lần gặp đen đuổi trong thời gian khoác áo Real hay lúc đầu quân cho MU khi rất nhiều lần dứt điểm đưa bóng trúng khung thành đối phương. Không ít lần người hâm mộ cũng như các cầu thủ cảm thấy tiếc nuối. Bạn thấy tiếc cho pha bóng nào nhất? Hay còn những pha bóng nào suýt nữa đã đi vào lịch sử ghi bàn? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi bằng cách để lại bình luận ngay phía bên dưới. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để theo dõi được những video mới nhất từ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!